chơi, dẫu đi một nơi chẳng lo một giây, ăn gì cũng có bố lo, chơi đùa chẳng sợ nắng to, sống xuôi cứ thế lăn ra khó khó. Rồi khi 20 đến khi 30 vẫn luôn vui tươi bước trên cuộc đời, dù có sóng gió bão hay mưa to vẫn vô tư lo, vẫn không nhăn nhó, còn chỉ cần có bố thôi, vì bố sẽ giúp cho con vượt qua mọi thăng trầm đi đến thành công. Bố là tất cả, là người tuyệt vời nhất trên đời, bố là tất cả, là niềm vui và lẽ sống, bố là tất cả, là người hùng mơ trong thế giới của con, bố là tất cả, bố ơi bố ơi, bố là tất cả, là người tuyệt vời nhất trên đời, bố là tất cả, là niềm vui và lẽ sống, bố là tất cả, là người hùng mơ trong thế giới của con, bố là tất cả, bố ơi bố ơi. Giờ này nắng nóng quá, bố là tất cả cũng đang vào phần kịch tính rồi. Trước khi giờ tập mới, quý vị hãy cùng Bách điểm lại những tập trước nhé. Chuyện Bách tới đây và đưa cho con cái bản kế hoạch đó và muốn có đầu tư vào, đó là chuyện riêng của con và Bách. Và con khẳng định một lần nữa là con sẽ quyết định riêng của mình. Cách tốt nhất là con nên tránh xa nó ra. Đó là quyết định khôn ngoan. Nhưng chú thật sự không hối hận chứ? Bởi vì một khi đã ra tòa thì mối quan hệ giữa chú và các con chú đã suy nghĩ kỹ rồi. Không có cách nào khác hơn. Tôi kiện Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Minh Nhân, Nguyễn Minh Nghĩa. Anh Hai à, anh suy nghĩ lại đi anh Hai. Không lẽ anh đi kiện mấy đứa con anh sao anh Hai? Nè, em không có lý do nào hay hơn cái vụ không có tiền trả hả? Tại mọi chuyện bất ngờ quá, em chưa kịp chuẩn bị. Mà chị với lại anh Nhân có khác gì em đâu. Ai bị hỏi tới cũng như gà mắc tóc vậy đó. Còn trả treo. Thôi được rồi, bây giờ tính sao đây anh Cẩm? Có vẻ thẩm phán rất quan tâm đến vụ này. Để tôi nghiên cứu lại xem sao. Anh chị cũng thấy rõ thái độ của thẩm phán rồi đó. Anh Cẩm à, liệu là luật sư ở bên đó có mối quan hệ thân thiết với thẩm phán không? Sao tôi thấy ở bên đó được ưu tiên dữ lắm á. Nếu đúng vậy thì sao? Anh là thầy của tôi, hầu như anh phụ trách tất cả các vụ kiện của tôi, nhưng đa số tôi đều thua. Cô đừng có lo quá, anh ấy rất là công tư phân minh. Ba vừa lòng chưa ba? Lôi con cái ra tòa, bôi xấu con cái chỗ làm của họ, ba hả dạ chưa ba? Đó là chỉ mới bước đầu thôi con. Hẹn gặp mọi người trong phiên hòa giải lần sau. Không có phiên hòa giải lần nào nữa hết. Trên phương diện pháp luật, tụi con không có tội. Còn nếu như ba muốn kiện thì ba cứ ra tòa, tụi con sẽ không ra đâu. Anh chắc chắn sớm quá rồi đó. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Mình đi trước. Anh chả nói vậy là sao? Ba à, ba không còn là ba nữa rồi. Về rồi kìa. Cậu Hai, cậu mệt lắm hả? Vậy lên phòng nghỉ ngơi đi cậu. Ba, đi lên con. Đẹp, căng quá. Ý bà Thảo, sao rồi? Hòa giải thành công không? Vẫn chưa. Thẩm phán kêu là bữa sau lên hòa giải tiếp, nhưng thằng Nhân nó không chịu. Coi như là hòa giải thất bại. Mà cũng tại thằng này nè. Đi lên trên đó rồi nói tùm lum tùm la hết. Tầm bậy tầm bạ không? Trời đất ơi, lên tới tòa mà còn vậy. Rồi sao, rồi nó nói tùm lum vậy rồi có ảnh hưởng gì không? Cũng không có gì. Nhưng mà thật sự, nếu như chuyện này mà đưa lên tòa thì tụi tôi giành phần thắng là cái chắc. Thôi, chị đừng có ỷ y. Luật sư Cẩm nói là coi chừng thằng cha Tùng bên kia giở trò rồi đó. Cứ chờ ngày tòa xét xử đi, coi còn trò gì mà giở. Cái gì? Vợ ông Hắc mất sớm, ông một thân một mình bán từng ổ bánh mì nuôi ba con khôn lớn. Chị T, 35 tuổi, hiện đang là thư ký của một giám đốc tập đoàn lớn,
Nhưng từ khi đi làm, không chu cấp tiền cho ba, mà còn đối xử lạnh nhạt với ba. Rồi vậy là nói bà Thảo rồi. Còn anh N là con thứ hai của ông H, hiện là bác sĩ ở một bệnh viện lớn, được đồng nghiệp và cấp trên biết đến như một tài năng trẻ của ngành, nhưng lại thẳng thừng tuyên bố muốn từ cha ngay sau khi anh ta đi lấy vợ. Rồi nói ông Nhân. Rồi nói anh Nhân chắc luôn á. Còn con trai út của ông H tên là NG, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, dù đã tốt nghiệp đại học nhưng không đi xin việc làm, suốt ngày tụ tập đua xe quậy phá. Ông H đã nhiều lần phải xin lỗi mọi người. Nói ông luôn á, N là nghĩa nè. Chuyện này là sao ta? Ai lại viết cái bài báo này vậy? Mặc dù ba người, người thì có nhà riêng, người đã có vợ, người thì có công việc ổn định, nhưng họ đều đồng loạt quay lại bắt ông phải chuyển nhượng tài sản đất lại, vì họ sợ ông cưới vợ sẽ chia tài sản cho người phụ nữ khác. Ủa, báo đăng luôn rồi đó. Ghê vậy. Ai viết cái bài báo này vậy? Hả? Có tin là tôi sẽ kiện cái tội sĩ bán người khác không? Chết, chết rồi bà Thảo ơi. Trời ơi, coi nè. Cái gì vậy? Bài báo mới đăng có 15 phút thôi mà hơn 1.000 comment chửi gia đình mình đó. Chia sẻ quá trời luôn kìa, thấy không? Viết quá xuất sắc luôn. Con đọc tiếp ba nghe coi Giang. Dạ, để con đọc bình luận cho ba nghe nha. Ừ. Ở đây á, người ta binh ba quá trời luôn á. Ừ. Trời ơi, Giang Giang mình xê ra coi, Giang mình Giang dạ. Xê ra coi. Gì vậy? Anh Hai. Gì? Bộ anh cho nhà báo viết cái chuyện nhà mình hả anh Hai? Trời, em biết là anh giận mấy đứa nhỏ, nhưng mà mình viết như vậy không khéo là vạch áo cho người xem lưng. Ai muốn xem cho người ta xem. Anh Hai ơi, đuổi lối sớm mà người ta đọc được, người ta suy luận đó là nhà mình. Trời ơi, rồi người ta đàm tiếu, người ta nói chuyện này chuyện nọ sao nữa anh Hai. Nhà mình xấu lâu rồi, chỉ có ba đứa nó không biết thôi. Trời ơi là trời, ba ơi là ba. Cái gì nữa vậy? Vụ gì nữa vậy? Tin nhắn đe dọa đó. Nếu như mà tụi mình không có lên buổi hòa giải là chắc chắn danh tính của mình sẽ được phơi lên mặt báo. Trời, bây giờ hả, mọi người chưa biết mặt mà bị chửi quá trời chửi rồi. Giờ nếu mà biết mặt thì chắc kéo tới đây quýnh mình luôn quá. Mà một hai người còn quýnh được, giờ đông quá thì không biết sao nữa. Làm ơn đừng có đánh lộn nữa được không? Mai mốt mà có lỡ đánh lộn mà có gây thương tích cho ai thì tự đi bồi thường cho người ta đi. Mọi chuyện là cũng từ em mà ra đó. Thôi bớt nóng đi. Bây giờ quan trọng á, phải điều tra coi ai là người viết cái bài báo ác nạn này. Nha, đừng nói là cậu Hai mướn người viết nha. Với cái văn chương lá cải kiểu này thì chỉ có tên luật sư Tùng đó thôi. Đúng là cái đồ khốn nạn. Chuyện này tới mức này, xem ra ba không nhân nhượng rồi. Dựa trên luật pháp thì mình có thể thắng, nhưng mà đừng có đùa với cư dân mạng. Không, kiểu này không được, em phải đi nói chuyện với ba. Đứng đây! Nói cái gì? Vô xin lỗi ba hả? Hay là ba nổi điên? Đúng rồi đó, ông mà vô là hư bột hư đường hết. Cái này là cái chuyện hệ chồng biết không? Để cho ông Nhân với bà Thảo đi. Thôi trời, khổ quá. Cái này là chuyện riêng gia đình của cậu Hai. Chọc chọc chứ còn chi. Em cũng là thành viên trong gia đình vậy. Ai mà viết bài báo hiểm như vậy không biết nữa. Mẹ không nghĩ là ba chồng con cao tay đến mức độ lợi dụng truyền thông. Bởi vì đúng là không phải dạng vừa, nhìn bề ngoài lừ đường như vậy. Trời đất ơi, bây giờ báo nào cũng share cái bài này hết trơn á. Trên Facebook còn lập cái hội tìm kiếm danh tính của ba người con bất hiếu nữa. Cái vụ này mà tới tay ba là chết luôn á. Mẹ. Ừ? Hay là bây giờ mẹ cho con 2 tỷ để con đưa cho ba chồng của con nha. Để ba chồng con đừng có kiện ảnh nữa, nhưng cũng đừng có đưa những cái thông tin này cho báo chí nữa. Nè nè, bộ con tưởng nhà mình là cái ngân hàng của nhà bên đó hay sao? Muốn rút thì rút hả? Thì hôm bữa tiền cưới đưa qua cho bà anh cũng đâu có lấy đâu. Thì bây giờ coi như là đưa qua lại lần nữa thôi. Mẹ, cũng tại vì mấy cái vụ đất đai cho nên ba ảnh mới làm căng như bây giờ chứ bộ. Mẹ không giúp con á, cái chuyện này mà phanh phui ra anh Nhân á là ba con sẽ giết ảnh luôn á. Đó, cho ba con sáng mắt đi. Chính tay chọn rể mới vừa lòng. Đó, rể đó, thằng rể tin đồn không á. Bởi vậy, từ hồi nó bước chân vô với cái nhà này nè, có cái gì tốt đâu, toàn là những tin đồn không hay không à. Thôi, được rồi,
Nếu có gì bắt quá thì ly dị đi. Hả? Cái gì mà ly dị? Nếu như mà con với anh Nhân ly dị á, con sẽ chết cho mẹ coi. Cái gì vậy? Buông cái tay ra. Coi đó, mẹ nuôi cho con, mẹ chăm sóc con như công chúa vậy đó. Rồi bây giờ á, con giống y như là nô tì của thằng Nhân vậy đó. Con đòi chết gì nó nữa. Thiệt tình. Thôi để từ từ mẹ tính. Mẹ tính thiệt nha. Trời ơi, cậu hai ơi, đây đây, để cái chuyện này để cho con cháu làm mà cậu làm chi vậy? Được rồi. Thì cậu cứ nghĩ đi mà. Ủa mày sao không ở ngoài lo quán xá đi, vô đây làm gì? Hay là cái cánh bên kia nó phân công qua đây tận dò thám nắm tình hình? Cậu giỡn hoài. Con nó phải vậy đâu, cậu nói vậy con buồn quá. Thiệt á, con nói thiệt, tại vì con đi ngang cái con tính lên nhà, con thấy cậu làm thì con nhào vô con phụ giúp một tay cho cậu thôi. Con có chuyện mà cậu mà thưa kiện gì gì đó, tranh chấp rồi với nhau với mấy anh mấy chị rồi, con không có phe nào hết trơn á, con đứng trung lập thôi. Mày mà trung lập cái gì? Thiệt mà. Mày gió chiều nào á, mày nghiêng theo chiều đó đó. Dạ, chào mợ. Chào Ngân. Chào cô. Anh có bận gì không? Không bận gì hết á. Ủa sao mày không về coi quán đi, đứng đây làm gì nữa lại? Dạ dạ, con chuẩn bị đi nè, đi liền luôn á. Dạ. Đi đi. Dạ con đi ạ. Mời cô vô nhà ngồi nghỉ. Dạ. Sao mày không đi đi? Đi đi. Dạ dạ con đi nè cậu. Tình hình này giờ tính sao đây? Có nên tiếp tục theo đuổi vụ kiện không? Chứ cái điều này á là ba nhất quyết là ba phải kiện rồi. Ba quá đáng lắm luôn á. Cô biến rồi. Gì vậy? Cả nhà hay gì chưa? Hả? Cô Ngân đang ở lò bánh mì của cậu hai đó. Hả? Cái gì? Ủa sao bà vô đường nào mình không hay vậy ta? Anh không biết nữa, chạy xuống hỏi bà coi bà vô ngõ nào. Đấy, không hả? Trời đất ơi, chuyện của cô hai xí vô chi vậy? Không phải, tại con thấy con báo cho căn nhà biết thôi. Ủa, đặc biệt nha, bà còn cầm mấy cái bánh ngọt cho cậu hai nữa đó. Ồ, tình cảm vậy hả? Không thể nào chịu được. Thiệt tình, lần này là nhịn hết nổi rồi. Nè, lại. Buông tôi ra coi. Đi đâu vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Cái tình cảnh này mà bây giờ anh xuống dưới là hư bộ đường hết trơn, trời mà. Ông đã một lần rồi không sợ hả? Đúng rồi đó, mình đang dính vô vụ kiện, đừng có làm bậy, người ta có cớ bắt bẻ. Ông ở nhà bây giờ mà manh động á, có khi á đền thêm mấy chục triệu nữa đó. Làm ơn làm phước, ngồi đây giùm tôi đi. Ngồi yên ở đây, nó từ từ nó coi sao có đã chứ. Bà Thảo. Ôi chết, bây giờ sao? Ai biết sao em hỏi anh. Sao anh Nhân? Sao đi, vậy? Đi không. Nước đây cô. À, Thảo kìa. Vậy con, tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Cô muốn ra ngoài này hay cô muốn tôi vô trong đó? Thảo à, cô tính làm gì với khách ba vậy con? Được rồi anh, mình ra ngoài nói chuyện đi. Sao? Cô muốn nói chuyện gì? Cô đang làm cái gì vậy? Cô đã nói cái gì để khiến cho ba tôi từ một con người hiền lành tốt bụng trở thành một người lạnh lùng phải đi kiện con của mình ở trên tòa? Thảo, con không được khổ. Được rồi đấy em. Chính con mới là người đòi hỏi tài sản trước đó. Hết lần này lần khác. Lúc á thì đòi lấy tiệm bánh mì, lúc á thì đòi lấy ngôi nhà của ba cô đang ở. Đó chỉ là cách quan tâm tới ba tôi thôi. Tôi không muốn cho ba tôi phải cực khổ. Quan tâm hả? Đó mà gọi là quan tâm à?
hay gọi là muốn đẩy ba con ra bên ngoài. Cô Ngân à, thậm chí sống chung một ngôi nhà mà mấy người không hề biết ảnh sống như thế nào. Ngày sinh nhật của ảnh á, có ai nhớ tới không? Không một người nào nhớ tới hết. Bây giờ lấy cái ngôi nhà này á, liệu mấy người còn có chăm lo cho ảnh hay là không? Không phải như vậy. Cô đừng có nói tầm bậy. Tụi tôi gửi tiền cho ba tôi hàng tháng. Gửi tiền mà là cách quan tâm đó hả? Thì tại sao từ trước đến giờ ảnh cơ cực á, không thấy đứa con nào quan tâm với ảnh vậy? Không phải là như vậy mà. Không phải gì là cái gì chứ? Mấy người không phải là quan tâm tới ảnh, mà mấy người chỉ quan tâm tới tài sản mà ảnh đang sở hữu thôi, đúng không? Cô là ai? Cô là ai mà dám nói gia đình của tôi như vậy? Ba, sao ba đứng yên mà để cho người ta nói con như vậy vậy ba? Hay là ba nghe lời người đàn bà này mà ba đi kiện tụi con, đúng không? Ba đã nói rồi, chuyện này không liên quan gì tới cổ, con đừng có nói nữa. Thôi được rồi, tụi con cực khổ bao nhiêu ở ngoài cũng được, nhịn ăn nhịn đói để đi làm. Cho nên tụi con không có kịp về sinh nhật của ba. Tụi con cũng không kịp mua quà cho ba. Ngay cả đám giỗ của mẹ tụi con cũng không về kịp. Nhưng mà tất cả là vì muốn cuộc sống tốt hơn thôi. Tụi con sống tốt hơn mà ba không muốn hả? Cuộc sống ở bên ngoài khắc nghiệt bao nhiêu cũng được hết, nhưng mà tại sao bây giờ ngay cả chính ba cũng gây áp lực cho tụi con vậy? Tụi con sai rồi. Tụi con không thấy ba cực khổ, nhưng mà ba thử nhìn đi, ba nhìn coi có đứa con của ba có đứa nào sống tốt hơn không? Có đứa nào vui vẻ không? Tụi con sai thì ba phải giúp cho tụi con sửa sai. Chứ tại sao bây giờ ba lại nghe lời người ta mà mới đi kiện tụi con vậy ba? Ba đã nói rồi, chuyện này không có liên quan tới cổ. Con không biết, nhưng mà nếu như có liên quan thì tụi con thất vọng dữ lắm. Đủ rồi, ở đây không phải để nói những chuyện này. Cảm thấy thất vọng hay là thấy mình sai hay đúng gì đó, nói hết trước thẩm phán đi, tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết. Mình vô đi anh. Ba. Em xin lỗi vì đã nói những lời không hay lúc nãy. Không sao đâu cô. Tụi nó lúc nào cũng nói chuyện với người lớn như vậy, lúc nào cũng thất vọng về người lớn mà không nghĩ gì. Tụi nó cứ cho là mình đúng mà không nhận ra một điều là cha của mình ngày càng già yếu thêm. Em cũng chỉ nhận ra điều này từ khi mà ba em đã qua đời, nhưng mà tất cả đã muộn màng. Anh Hiếu à, vụ kiện này anh cố gắng, nhất định anh phải thắng nha anh. Em sẽ đứng về phe anh. Nãy giờ em có nghe cái gì không Nhân? Em nghe hết rồi chị. Nếu như mà ba cương quyết như vậy, chị sẽ theo vụ kiện đi tới cùng. Vụ kiện này sẽ là cuộc chiến của ba và ba chị em mình. Chị, bây giờ ba không còn là ba của mình nữa. Ba bây giờ là người đàn ông của cô Ngân nào đó lạ lắm. Chị sẽ theo vụ kiện này kiện cho quyết liệt vô. Chị bình tĩnh lại đi, đừng có khóc nữa. Điều quan trọng bây giờ làm sao cho ba rút đơn kiện khỏi tòa án, và mấy bài báo kia đừng giết cái chị em mình nữa kìa. Đây là cuộc chiến vô nghĩa đó.
chị có chiến đấu cỡ nào đi nữa, kết quả cuối cùng cũng không có tốt đẹp gì đâu. Cái quan trọng á, em nghĩ là chị nên chơi chiêu với cậu hai đi. Cái chiêu mà người ta kêu là cái gì lạc mềm buộc chặt á, thì em nghĩ từ từ sẽ cảm hóa được cậu hai đó. Mà tôi thấy vậy nè, bây giờ có chuyện cấp bách nhất á, là bà phải giữ lại được cái tiền thuê nhà. Tại vì bà còn phải đóng tiền lời ngân hàng mỗi tháng đó. Chị, hay là để em vô em năn nỉ ba cho, em nói nhẹ nhàng là ba nghe à? Đúng rồi đó, tôi cũng nhờ mẹ tôi tác động thêm vô hen. Không cần đâu, không thay đổi được gì đâu. Mọi người không cần phải gặp ai để xin xỏ cái gì hết. Chị cứ bình tĩnh đi, chuyện như vậy làm sao giải quyết được. Rồi công việc của em bệnh viện nữa, không lẽ ngày nào em ra tòa, rồi chị cũng ngày nào xin phép rồi theo điều kiện này hay sao? Nhân nó cũng phải, cứ ngày nào ba anh chị cũng đi lên trên tòa để hòa giải, như vậy sẽ ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống của anh chị đó. Ai, bây giờ cách hay nhất là phải làm sao cho cậu rút lại cái đơn kiện. Không có cách nào nữa đâu, ba theo phe người lạ rồi, không có thay đổi được đâu. Cái gì vậy con? Dạ, trong đây là tấm séc, là số tiền mà ba đã gửi lại cho bên gia đình của con lúc đám cưới đó. Cũng tương đương với lại số tiền mà ba đã kiện ở trong đơn kiện con mang gửi lại cho ba. Ba thấy con có giỏi không ba? Thằng Nhân nó kêu con đưa này cho ba đó hả? Dạ không phải, anh Nhân không hề biết gì về chuyện này hết trơn á, mà là mẹ của... À, cũng không phải là mẹ của con luôn, mà là con muốn làm chuyện này á là để cho ba đừng có giận anh Nhân nữa. Ba, ba đừng có giận anh Nhân nữa nha ba. Nha ba. Con thấy anh Nhân tội nghiệp quá à. Làm ở trong bệnh viện á đã quá trời công chuyện rồi, mà giờ còn dính thêm cái vụ kiện này nữa, chắc là anh sẽ mệt lắm á. Ba, ba thương ảnh đừng có giận ảnh nha. Con đi về đi. Ba, nhưng thằng Nhân muốn trả tiền á, con nói với nó để em tới đây mà trả. Nếu không phải tiền của nó thì ba không nhận đâu nghe. Giờ con về đi. Ba, ba, ba. Ừ. Dạ. Trời đất ơi. Nè, nè, nè. Ba nè. Sao vậy con? Trời ơi, cô không nghĩ con á. Con làm có chuyện gì được hơn đem tiền qua đây cho ba con không? Con biết là đưa tiền cho ba con sẽ giận hơn không? Ủa, con đâu có biết gì đâu. Con thấy là ba kiện thì con nghĩ là ba cần số tiền này, cho nên là con mang tiền qua đưa cho ba thôi. Vậy nếu mà con đưa tiền cho ba, ba hỏi con là tại sao đưa tiền cho ba, thì con phải nói như thế nào thì ba mới không giận con vậy cô? Trời ơi, nói vậy mà cũng hiểu hả? Tú anh cứ nói là ba cần tiền không à. Cô không hiểu con làm sao nữa à? Suy nghĩ chút đi. Dạ. Em đưa tiền cho ba hả? Dạ. Nhưng mà không hiểu sao ba không lấy, mà còn tỏ ra tức giận nữa. Mà cô ba cũng y chang vậy luôn. Ba nói là nếu muốn trả tiền thì kêu anh phải đích thân mang tiền trả cho ba. Em cũng không hiểu sao, ban đầu là ba kêu mình trả tiền mà. Lần sau em đừng có tự ý làm như vậy nữa. Em đâu có tự ý làm đâu, là do ba đòi mà. Em lúc nào cũng suy nghĩ, mà không bao giờ em suy nghĩ được cái gì thấu đáo hết trơn á. Sao hả? Là sao nữa, còn hỏi vậy nữa hả? Anh là một thằng đàn ông mà không trả tiền được gia đình mình, phải nhờ gia đình bên vợ trả tiền, em không thấy có vấn đề hả? Em đã suy nghĩ kỹ lắm rồi mà. Vậy thì lần sau em muốn làm cái gì nhớ bàn bạc với anh trước được chưa? Nhưng mà mẹ em nói là... Em đừng có một tiếng là mẹ mà hai tiếng là mẹ nữa. Trong cuộc sống của em có nhiều thứ em phải tự giải quyết chứ. Không lẽ không có mẹ em không làm được gì hả? Sao tự nhiên lại to tiếng với em như vậy? Em làm tất cả mọi chuyện cũng như anh mà. Tại vì thời gian gần đây em thấy anh quá bận bịu công chuyện bệnh viện, lại còn lo cho vụ kiện nữa, cho nên em... Thôi được rồi, em ra ngoài đi, anh mệt lắm, anh nhức đầu quá. Thank you.
Cuộc họp sáng nay khá là suôn sẻ. Cô chuẩn bị biên bản để gửi cho các bộ phận khác đi nha. Dạ. Cô Thảo. Dạ. Cô mà cứ mang cái bộ mặt u sầu vậy đó thì mọi chuyện trong ngày hôm nay không có chuyện gì suôn sẻ đâu. Tôi xin lỗi. Bộ nhà cô có chuyện gì hả? Tôi xin phép không nói chuyện cá nhân ở trên công ty được không ạ? À, tôi hiểu rồi. Chút nữa tôi có một cuộc hẹn rất là quan trọng. Cô chuẩn bị thu xếp, đi với tôi. Tôi đi với giám đốc. Đi đâu ạ? Tới đó rồi biết. Rất là quan trọng đó, chuẩn bị đi. Giám đốc, giám đốc à? Nhanh nhanh lên mấy đứa ơi, nhanh nhanh lên nè. Ủa, vụ gì vậy? Vụ gì mà nhà hàng tưng bừng vậy? Còn hỏi nữa Nghĩa, vào phụ đi. Hôm nay á là mình làm món mới cho nhà đầu tư mình tới thử món. Thành hay bại ngày hôm nay á là do nguyên team của chúng ta đó nha. Ủa gì kìa? Lúc mình đầu tư thì không chịu đâu. Bây giờ có người đầu tư cái bắt đầu phải đặt thử món ăn đồ. Anh biết làm sao không? Tại vì người ta là nhà đầu tư thiệt, còn anh là nhà đầu tư dởm mà. Không có biết. Không biết không? Lát làm xong tôi nói cho. Giờ qua làm lẹ đi, không kịp giờ đâu đó. Nhanh lên mấy ơi, nhanh tay lên nè. Lương của chúng ta nằm ở đây hết đó nha. Nhanh lên nào. Nhanh lên em. Chào anh. Đường xong chưa anh? Mọi việc sắp xong hết luôn anh. Ok, khách VIP tới rồi, mọi người cho đồ ăn lên đi. Hy vọng lần này chúng ta sẽ thành công. Yeah! Bàn tiệc này rồi khung cảnh như thế này là sao vậy ạ? Tôi đang xem xét để có thể đầu tư vào quán cà phê của Bách hay không. Nhưng mà tôi chưa biết làm thế nào. Tôi mới đưa cô đi theo để cô nếm thử rồi cho tôi nhận xét. Chị cứ dùng tự nhiên nha. Cảm ơn con. Đồ ăn hấp dẫn lắm. Dùng đi. Cảm ơn em. Chúc mọi người mong miệng ạ. Khoan, em tới rồi thì ở lại một chút để giới thiệu luôn. Xin giới thiệu nhà đầu tư lớn, em đang rất thích cô gái này. Đưa tiền cho ba cậu đi. Cũng vì ổng á mà cậu gây rắc rối cho con Anh Thư và ba nó. Đưa tiền cho ổng rồi cắt đứt mối quan hệ. Có như vậy á thì mới mặc kệ được cái chuyện kiện tụng mệt mỏi đó. Cô đừng có nhắc bất cứ điều gì mấy đứa đó với tôi nha. Cậu, cậu ra gặp ông Nhân hả? Tại sao cậu phải gặp nó? Ba, con chịu hết nổi rồi. Nếu như ba cậu tiếp tục vụ kiện, con sẽ bỏ nhà đi ngay lập tức. Trời ơi Thảo ơi, con nói cái gì vậy Thảo? Ba trả lời con đi. Ba có muốn tụi con dọn nhà đi luôn không ba? Anh Hai à, suy nghĩ lại đi anh Hai. Bỏ vụ kiện đi, mấy đứa nhỏ nó hối hận rồi anh Hai à. Nó biết lỗi nó rồi, bỏ đi anh Hai. Anh sẽ không thay đổi quyết định. Sơ nắng to, sóng xuôi cứ thế lăn ra, khó.
Rồi khi 20 đến khi 30 vẫn luôn vui tươi bước trên cuộc đời. Dù có sóng gió bão hay mưa to vẫn vô tư lo, vẫn không nhăm nhó. Con chỉ cần có bố thôi, vì bố sẽ giúp cho con vượt qua mọi thăng trầm đi đến thành công. Bố là tất cả, là người tuyệt vời nhất trên đời. Bố là tất cả, là niềm vui và lẽ sống. Bố là tất cả, là người hùng mơ trong thế giới của con. Bố là tất cả, bố ơi bố ơi. Bố là tất cả, là người tuyệt vời nhất trên đời. Bố là tất cả, là niềm vui và lẽ sống. Bố là tất cả, là người hùng mơ trong thế giới của con. Bố là tất cả,